Ok thì trong video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn biết được cái layer ở trong cái Revit mà chuyển sang AutoCAD nha. Thì đây là một cái bản vẽ đó là sơ đồ nguyên lý nè. Thì thường cái sơ đồ nguyên lý này là những cái đối tượng là đối tượng 2D là gồm những neckline và block của nó là block annotation. Đây. Cái này ví dụ cái ở đây là mình có là ví dụ cái con chiller này đi. Đó. Thì nó gọi là cái con chiller và nó thuộc là cái generic annotation nha thì cái này là cái block nha mặt block trong uh, Revit nó tương tự như block trong két gì đó thì nó có một cái template để mà tạo ra được cái block này thì cái nhiệm vụ của mình là khi mà mình chuyển sang két á thì mình phải biết được cái layer của nó và cái tên của nó để thuộc cái gì để sau đó mình chuyển nó về cái layer thì ở đây mình chuyển sang két là mình chuyển sang đây à, import này rồi két format này chọn DWG này thì lúc này mình sẽ chỉnh ở trong này thì trong này cái này gọi là cái category này category thì nó chứa hàng trăm hàng ngàn cái trong này rất là nhiều cái đối tượng ở trong đây và bây giờ cái nhiệm vụ mình là mình phải xác định được cái đối tượng nào à, ví dụ như hồi nãy mình nói con Jeweler đó thì là thuộc cái đối tượng nào ở trong đây để mình đổi cái tên layer của nó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu nha thì đây thì trong cái sơ đồ nghĩa lý thường nó sẽ có ba cái đối tượng à, thì cái đối tượng đầu, đầu tiên là những cái đường line này nè các bạn đó những đường line để mình vẽ là thứ nhất là mình vẽ level này thứ hai là mình vẽ những cái đường đi này, sơ đồ này được chưa đó là đối tượng thứ nhất là đường line thì ở trong Revit người ta sẽ gọi là line style đây thì cái đó là cái này này line, line, line style này này thì ở trong cái khung view là mình sẽ dùng cái lệnh đó là dl nha để mình vẽ cái lệnh line là mình vẽ trong khung view hoặc là trong cái legend view hoặc là drafting view đó thì sau khi mình xuất ra cat á export cat á thì nó sẽ ra được cái này có layer đó là uh, detail line đây nha và cái nhiệm vụ mình bây giờ là mình phải tìm trong cái bảng đây này thì bên category này cái đó có đối tượng mà lifestyle đó thì là thuộc cái gì được chưa đây mình có note lại đây à, phần chuyển kết là thuộc like này là nó có tên là like luôn nha ở trong category nó sẽ có tên là like và nó nằm trong cái tab model category à, thì đây like model category thì cái, các bạn thấy nó nhiều quá thì bạn nhấn cái nút này collapse on là nó sẽ thu gọn lại này rồi bây giờ cái đối tượng của mình là đối tượng line đúng không? Nó sẽ nằm trong cái model category đây mình sổ ra. Được chưa? Mình sẽ tìm xuống. Thì trong cái này nó sẽ chứa line nhưng mà mình phải tìm này, đây này, line này thấy chưa? Được chưa các bạn? Thì trong cái line này nó có một thêm một cái dấu cộng nữa thì mình sổ ra nó rất là nhiều đường line trong đây. Và những cái đường line style này là mình thiết lập luôn này, đó, nó sẽ có những cái đường line này mình thiết lập theo ý mình luôn. Được chưa? Sau đó là mình sẽ đổi tên, mình sẽ đổi tên bên layer đây này, mình muốn đặt nó tên gì thì mình chỉ cần đổi tên lại là nó sẽ chuyển qua bên kết này là đúng cái tên đó nha. thì đây, đây thì cái đường line này này, thì các bạn thấy nó thuộc cái layer là ở detail line không, được chưa? rồi, xong một cái. tiếp tục, thì trong bảng quỹ sơ đồ nguyên lý á, đối tượng đầu tiên là mình nói là line rồi không? cái đối tượng thứ hai là những cái con bơm ký hiệu này này, đó, được chưa? đó được chưa? thì trong cái AutoCAD sau khi mà chuyển qua Sketch thì nó là cái tên là E Annot đây mình cũng thiết lập ra luôn, đây rồi Annot này, Annot này, đây thì những cái đối tượng này là nó là một cái block nha, ở trong Revit nó cũng là một cái block và nó tạo từ là cái template đó là cái template đó là Generate Annotation được chưa? đây mình mình có ghi nó lại này là nó thuộc cái đối tượng là Generic Annotation là một loại block tạo bằng template Generic Annotation ở trong Revit đó thì trong khung view mà mình muốn vẽ được cái đối tượng này là mình chỉ cần là mình vào cái nút Symbol à, để mình lấy ra nha các bạn rồi thì sau khi mà chuyển sang kết đó, thì nó thuộc cái gì ở trong cái bảng này đó được chưa thì đây nó sẽ thuộc đó là cái phần đó là Generic Annotation các bạn phải chú ý cái chỗ này nha Generic Annotation trước đầu nó có dấu cộng và trong cái tab là annotation category thì đây mình sẽ tìm đến mình thu gọn lại mình tìm đến là annotation category đây mình sổ ra rồi mình tìm đến là generate annotation đây đây nó đây đó được chưa thì sổ cái này ra nó có đầy đủ hết tất cả những cái nét mà <laughs> tạo thành cái đối tượng ở trong cái bảng biểu của mình nha thì lúc đó là mình có thể là mình đổi mình đổi sang này nè thì cái tên của nó là a annotate uh, anno này bây giờ mình có thể đổi lại được chưa? Mình muốn đổi cái gì thì mình đổi lại, nha các bạn. Rồi, đó là cái đối tượng thứ hai và cái đối tượng cuối cùng ạ uh, là cái đối tượng này. Đây là gì? Đây là những cái nốt này. Uh, đây là những cái nốt ở trong đường biết là mình gọi là cái test. Uh. Mình test là mình ghi test nó để mình ghi chú các uh, bạn. Thì đâu? Đây trong cái sơ đồ lý này, mình ví dụ như là mình muốn biết cái đường ống này là đường ống gì thì mình có ghi một cái ghi chú đó là CT hai 200 có nghĩa là uh, Water Supply Nói chung là cái này là mình cũng chưa biết chưa rành nên mình mình nói đại vậy thôi nha Rồi đây Ở đây là mình ghi chú ví dụ FCO rồi Đó thì nó thuộc cái layer là G Anotech Vậy trong Revit thì nó thuộc cái gì Đó thì đây mình cũng có nốt lại luôn thì trong Revit đó, là trong view nha thì mình muốn thể hiện những cái đối tượng này nè thì mình sẽ dùng test là lệnh tx nè để vị ra nè và trong phần chuyển đổi kết thì nó thuộc là test node nha trong tab là annotation category test note kt annotation category thu lại đây annotation category đây thu. rồi bây giờ mình lăn chuột xuống mình sẽ tìm đến nó là test note nha đây nó đây chính là nó đây được chưa layer thì các bạn cũng có thể thay đổi luôn rồi Ok vậy là mình đã giới thiệu xong tất cả những cái đối tượng ở trong cái sơ đồ nguyên lý 2D thì sau này các bạn triển khai á, xong hết rồi chuẩn hết rồi thì các bạn xuất kết thì các bạn phải lưu ý nó nằm ở vị trí đó nha để các bạn chỉnh lại cái, cái tên laser cho đúng hoặc là theo ý của mình để mình dễ quản lý nha các bạn rồi ok